anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em lâu say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất trung tình. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn chơi một ca khúc nhạc trẻ xưa khá là sôi động. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ ca sĩ Ngọc Sơn, ca khúc Lời Tỏ Tình Dễ Thương 2. Chúng ta vẫn quen gọi là bài Anh Number One. Ok, không lâu thôi nhìn nhàng, chúng ta đi thẳng vấn đề. Tuy nhiên tôi xin các bạn 30 giây để giới thiệu về cái đàn gỗ điệp, full điệp các bạn nhé. Rất là đẹp, quá đúc, có bò cạnh bát góc để anh em tì tay vào. Chúng ta tì vào đây, đỡ cấn tay, đỡ đau tay, giá chưa đến 3 triệu. Còn bây giờ chúng ta đi vào bài hát ngày hôm nay. Rồi, với ca khúc này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn chơi trên tông mi thứ. Chính ra thì nhạc sĩ Ngọc Sơn sáng tác và hát trên cái tông son thứ các bạn nhé. Tuy nhiên tông son thứ chúng ta hát thì thứ nhất là nó cao, thứ hai là toàn hợp âm chặn. Các bạn bấm nó sẽ khó, đau tay, chúng ta không chơi được. Thì các bạn sẽ chơi ở tông mi thứ. Bạn nào cần có thể dùng capo kẹp lên. Còn lại chúng ta hát tông mi thứ thì nó cũng vừa giọng. Thì trước tiên là câu intro. Các bạn bấm vào hâm mi thứ. Thì ngón bấm đây, dây 5, ngón dây 4. Câu intro bằng trước tiên bằng hai âm này, âm mi thứ, âm rê trưởng thì ngón bấm đây, dây 3 ngón bấm đây, dây 1 ngón bấm đây, dây 2. Thì các bạn sẽ chơi như sau. Các bạn đầu tiên bấm hợp âm mi thứ, các bạn gảy này. Chúng ta đánh luôn số dây không cần biết là nốt gì các bạn nhé. Các bạn gảy 4 4 5 4. Các bạn có thể vê cái dây số 4 này, 4 4 4 4 4. Nếu bạn nào mà vê được cái dây ấy, reo dây ấy, thì chúng ta 4 4 4, tức là 3 lần 4, còn không chúng ta đánh 2 4 rồi. 4 4 5 4, 4 4 5 4, sau đó 3 4. Thì kết hợp với cái việc này các bạn phải sử dụng kỹ thuật mute. Các bạn dùng cái ven ngón tay này, chúng ta chặn vào cái phần đầu chỗ ngựa trắng để hãm dây lại, nó không vang các bạn nhé, nó chỉ kêu đó. Các bạn chặn cũng được mà không chặn cũng được, chúng ta gảy để nó vang cũng được, không sao cả, cũng được. 4 4 5 4, 4 4 5 4, sau đó 3 4. Rất là dễ thôi. Hợp mi thứ này, 4 4 5 4 3 4. Sau đó chúng ta chuyển xuống rê trưởng, chúng ta cũng 4 4 5, vẫn là 4 4 5 4 3 4. Rất dễ thôi, 4 4 5 4 3 4. Hai hợp âm này chúng ta làm này, mi thứ 4 4 5 4 3 4, rê trưởng 4 4 5 4 3 4. Rất dễ các bạn nhé, chúng ta làm hai lần như thế. Các bạn nhớ nhé, hợp âm mi thứ một lần đến rê trưởng, sau đó lại quay lại mi thứ rê trưởng, ta làm lại này. Các bạn có thể thả cho nó kêu, nó kêu bình thường thì nó sẽ như sau. Đó, rất là bình thường thế thôi, sau đó ta sang câu tiếp theo. Câu tiếp theo chúng ta sử dụng các hợp âm này, tôi chia ra thành từng cặp cho nó các bạn dễ tưởng tượng. Đầu tiên là mi rê, tức là mi thứ rê trưởng, mi rê. Cặp thứ hai là rê đô, rất dễ các bạn nhé, mi rê, sau đó rê đô, sau đó đến một cái đoạn liền này, đô đô rê rê, đô đô rê rê, đô đô rê rê. Các cái hợp âm này các bạn biết cả rồi, mi thứ rê trưởng và đô trưởng các bạn đều biết rồi. Đó. Mi rê rê đô, đô đô rê rê, đô đô rê rê, sau đó bấm C7. Đúng ra chúng ta phải si trưởng các bạn nhé, si trưởng này nó chặn, nó khó chơi. Thì các bạn cứ bấm vào cái C7 này. C7 thì từ ngăn 2 này, dây 5, dây 3, dây 1. Đó. 5 3 1 ngăn 2. Và ngón trỏ bấm ngăn 1 của dây 4, ta sẽ có âm C7. Đánh từ dây 5 bát chủ các bạn nhé. C. Thế cái C7 này chúng ta đánh 9 lần. Thì nếu mà tôi ghi 9 cái chữ C7 ở đây các bạn nhìn nó rối mắt, tôi ghi thẳng ra là 9 lần các bạn dễ hiểu. C. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó. C. Thì ta cái câu này nó sẽ như sau. Mi rê rê đô, đô đô rê rê. C. Thế là chúng ta vào hát thôi, chúng ta chơi lại cả câu intro này. Tôi chơi chậm thôi các bạn nhé. Đầu tiên mi thứ này. 4 4 5 4 3 4, 4 4 5 4 3 4, 4 4 5 4 3 4, 4 4 5 4 3 4. Mi rê rê đô, đô
C. Đó, sau đây tôi chơi lại lần nữa và tôi không đọc các bạn nhé, các bạn chú ý. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi. Đó, như thế là chúng ta vào đệm hát thôi. Về cái phần đệm hát thì cái này nhịp 4/4. Chúng ta có thể chơi điệu blue, bạn nào biết chơi thì nó dễ, bạn nào chưa biết chơi tập thì nó sẽ khá khó, cho nên chúng ta sử dụng cái disco nhịp 2/4, chúng ta chơi hai lần thì nó sẽ thành nhịp 4/4 thôi. Rất là dễ các bạn nhé. Nó bao gồm các động tác này. 1 tức là bùm. 2 là và là chúng ta gạt lên. À, bùm. Và đấy, 1 và 2. Chúng ta tưởng tượng này, bùm và chập. Đó, chập là chúng ta dùng ngón cái chúng ta đập. Đập vào cái dây đàn, chỉ cần đập vào 2 dây 5 và 6, 4, 5, 6 cũng được, hoặc là 2 dây, 5, 6 là đủ. Thì khi chúng ta đập vào dây đàn thì cái dây đàn nó sẽ đập vào cần đàn, nó tạo ra tiếng kêu, chứ không phải các bạn cố tình các bạn đập để cho tay đập vào dây đàn tạo tiếng kêu, rồi nó sẽ rất đau các bạn nhé. Chúng ta cứ đập bình thường nhẹ thôi, dây đàn nó sẽ vào cần, nó tạo thành tiếng kêu. 1 và 2 tức là bùm và chập và bùm. Và là các bạn dùng ngón trỏ các bạn nhé, bùm này. Bùm là các bạn ngón trỏ, các bạn chỉ dùng ngón trỏ không thôi. Chúng ta vuốt nhẹ xuống từ bát chủ, chúng ta vuốt xuống. Không cần phải, các bạn không đánh mạnh như thế nhé. Chúng ta rất là bình thường thôi. Rất là bình thường. 1 này. Các bạn chú ý kỹ ngón trỏ của tôi nhé. 1 và 2. Bùm và chập và bùm và chập. Và đấy, cứ và bùm và chập. Và bùm và chập và bùm và chập và bùm và chập và bùm và chập và bùm và chập. Cứ thế chúng ta tập nhanh dần. Bùm và chập và bùm và chập và bùm và chập. Cứ vậy là chúng ta hát. Đó, anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất trung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi đừng ai chi em ơi, yêu anh yêu anh nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cái đoạn này các bạn phải lưu ý này, yêu anh nhé là 1 2 3 4 5 6 7 8 9, tức là nhé là 1 rồi, ta còn lại 8 cái nữa. Yêu anh nhé 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó, yêu anh nhé người anh yêu thương. Đoạn này các bạn lại phải chú ý tiếp, thì các bạn sẽ hát như sau. Người là mi thứ, anh là la thứ, chúng ta chỉ đánh một cái duy nhất thôi. Người anh yêu hơi à. Người anh yêu hơi, cái hơi này bắt đầu la thứ là chúng ta bùm này. Hơi, hơi là bắt đầu bùm và chập và bùm và chập. Đó. Người anh yêu hơi. Đó, lại từ đoạn trên đấy nhé. Yêu anh nhé. Người anh yêu hơi. Đó, chậm đây. Yêu anh nhé. Lại và nhanh đây. Yêu anh nhé. Người anh yêu ơi, em có nghe trong tim có tình yêu vang lên dành cho em đó. Người anh yêu ơi. Cái đoạn này chúng ta chơi y hệt như đoạn trước. Y hệt như đoạn trước thôi. Dành cho em đó. Người em yêu dừng lại. Oh, I love you. Sau đó lại tiếp tục. Tức là cái câu dạo giữa thì chúng ta sử dụng luôn cái câu dạo đầu để chúng ta chơi. Nó khá đơn giản thôi, rất là dễ dàng các bạn nhé. Xin chúc các bạn thành công.